Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe touring đường phố đến từ thương hiệu của Meda, Vingroupper 500. Và lần đầu tiên em về một chiếc xe touring được sử dụng bộ cấu hình của Shimano DOJ các bác nhé. Và rất là cao cấp, xe touring đường phố. Vâng, với mẫu Meda Vingroupper 500, lần này em về qua tông màu là ghi đó nhé, màu ghi đen. Chữ Vingroupper 500 màu xanh rất là nổi trên khung xe. Đây là một dòng touring rất là cao cấp, có cấu hình cao cấp các bác nhé. Rất hiếm khi em về chiếc xe touring mà được sử dụng cấu hình của Shimano DOJ. Đây là một chiếc xe dòng City Bike, có thể thấy trên Merida City Series. Trên khung xe có mã QR code của hãng Meda. Và cọc yên nguyên zin của xe. Với yên thì các bác có thể thấy đây, yên được người dùng trước bọc một lớp da xịn. Yên này các bác có thể sử dụng rất là lâu. Còn về hình thức xe mình giá là cực mới thôi nhé, rất qua này. Hầu như không nhìn thấy một vết xước nào trong khung xe. Khung nhôm đây, một dòng City 3, chiếc xe cũng được sử dụng bộ vành của 700 nhưng cỡ lốp to hơn là 32C. Xe này sẽ giúp các bác đi thể thao đường phố, đường đẹp rất là phù hợp. Cái cấu hình rất là cao, chuyển động sẽ tốt hơn. Vingroupper các bác nhé, vành nguyên zin của xe luôn đấy. Lốp các bác, như các bác thấy lốp còn rất là mới luôn. Với chiếc lốp thì các bác có thể đi rất là lâu. Tôi phải thấy thế, đây lốp zin xe rồi. Xe trang bị 10 tầng lip. Như trước màn hình đây thì các bác có thể đánh giá lip còn rất là mới các bác nhé. Xe này đạp rất là ít, lướt qua vài lần đã bán lại cho nhà em. Đồ xích đây, xích rất là mới đấy, đùi dưới chủ gốc, đùi dưới chủ gốc. Cùng với một phanh đĩa dầu thể lực. Phía bên trên đây, phốt và ghi đông đều nguyên bản của hãng Meda. Rồi xe về em thấy vẫn còn giữ. Người dùng trước người ta đã lắp cho một bộ đèn bấm tốc độ các bác nhé. Em thấy vẫn còn hoạt động, thì vẫn còn hoạt động tốt. Đây một cài giò đây, đây cài giò đây, nó còn hoạt động được. Các bác có thể mua về và nghiên cứu về chiếc đồng hồ đo tốc độ này. Sẽ được sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOJ, 10 tốc độ các bác nhé.
và 3 tốc độ bên đĩa cho các bác 30 tốc độ, gồm một chiếc xe touring 30 tốc độ của các bác hiểu. Rất là nhiều. Đây là vành trước của xe Xtrooper. Và thông số lốp 700x32C. Dây đi hết dưới gầm sườn các bác nhá. Ở bên trên nó không thể nhìn thấy dây đi được, thế nào đỡ bị khô mắt. Bên trên này cũng có tin dây rồi, đi hết dưới gầm, đã giấu hết dây đi xuống dưới rồi. Đây là một số tem mã vạch. Tem mã vạch trên xe. Đồng bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đúng của xe. Xe có size là 47 các bác nhé, 8 và ngang là 52. 1m6, 1m73 là size phù hợp với chiếc xe này, với 10 tầng lít và củ đề của Shimano DOG. Lên lít xuống lít, rồi chuẩn đấu rất tốt. Bên tay phải một đùi đĩa trục rỗng 2 tầng 3 tầng lên đĩa. Củ đề của DOG, gạt đĩa của DOG các bác nhé. Bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Vâng, và vừa đánh giá được chiếc xe Mera Xtrooper 500, một dòng touring đường phố được sử dụng cấu hình rất là cao cấp DOG các bác nhé, Shimano DOG và bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 10.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại ở em. Xin chào và các bác theo dõi video.